bánh giò nóng giữ trong nồi ủ cho nó ấm nóng, khỏi cần hấp lại. Đây là nồi ủ của mình. Thì công dụng của nồi ủ thì các bạn biết rồi, nấu những thức ăn chưa chín không cần phải sử dụng điện, ga. Thì ngoài ví dụ như nấu ragu, nấu cà ri hoặc hầm xương thì các bạn cũng có thể ủ những đồ ăn đã nấu, và muốn ủ cho nó nóng. Chẳng hạn như trong cái nồi này thì Liên ủ bánh giò, Liên hấp đêm hôm qua. Nhưng mà thì mình hấp xong thì mình để đó để sáng mình ăn sáng mà, cho nên mình hấp. Nhưng mà trời hiện tại là âm 5 độ, cho nên nếu mà các bạn sáng các bạn làm thì nó sẽ cứng nhắc lại, cho nên mình phải đem ra mình bỏ lò vi sóng hoặc là mình phải hấp lại một lần nữa, mất công. Thì Liên bỏ vô cái nồi này. Cái cách này là Liên học của bạn Trâm Huyền. Huyền Trâm. Thì bỏ vô. Sáng mai các bạn dậy các bạn có đồ ăn sáng ngon lành, không cần phải hấp hay là lò vi sóng nữa. Các bạn thấy không, nó nóng hổi bởi vì nó giữ cái nóng ở trong cái nồi của nó, cho nên là nó vẫn giữ được cái nóng đó. Cái hơi nè đó. Cái bánh còn nóng, nóng, và cái hơi nước nó tạo quanh cái này nè, chứng tỏ là nó giữ được. Thì các bạn nhìn đây, nếu mà cái bánh á, mà nếu mà nó lạnh á, thì nó sẽ bị cứng. Còn cái bánh này nó không, nó còn nóng cho nên nó vẫn còn mềm. Liên lấy ra cho mọi người nhìn ha. Đó, tự nhiên hứng sản quay, cho nên là cái cây mà cái cây giữ cho nó cứng nó đâu mất đây. Đó, đây đây nghe, đó cái bánh của mình nó mềm không đó, các bạn thấy không, các bạn thấy cái hơi nó lên không, cái hơi nước đó các bạn thấy cái hơi nó lên không, đó, đó. Nó vẫn còn nóng đó, các bạn thấy không đó. Mình chỉ chia sẻ chút đỉnh như vậy để cho mọi người hiểu công dụng của cái nồi ủ ha.